Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học kiểm tra quy hoạch và đầu tư cơ bản, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn xuất KMZ mà sử dụng phần mềm Google Mapper nha. Hôm nay là xuất có tọa độ, xuất bản đồ quy hoạch nha. Rồi, sau khi phần mềm Google Mapper này mở lên nha, ta bấm vào Open Data nè. Rồi, ta bấm vào vòi dầu nè. Rồi, ok. Chờ file load lên nha bạn. Rồi, sau khi file load lên, ta bấm ok nha. Rồi, đầu tiên là session nè. Đó, ta load file nè. Cái này là của Tây Ninh, bấm Tây Ninh. Rồi, bấm ok nha. Rồi, ta bắt đầu đăng nhập nè. Rồi ta bấm vào 570123. Rồi. Đây. 1248123. Đặt vô. Đặt vô nha. Rồi. Nhầm chỗ một điểm ngay góc này nha. Rồi. Cái này là 588123. 23 đây, 3 số 0 nha. 1248 rồi, ok. Rồi nhập 2 điểm nha. Rồi nhập điểm đây nha. Rồi. Một hai bốn không. Rồi. Trục này nè. Trục ít nè, 588. Rồi, Ethio, ok. Rồi, 1240 rồi. 570 123. Rồi, sau khi ta nhập 4 điểm vô nha các bạn. Bấm apply, bấm ok nha. Rồi bấm file xuất nè. Raster nè. Rồi, ok. Thôi ta để nháp ngoài laptop nha. Rồi sau khi xuất xong xuôi rồi, ta vào download nè, số 1 nè, ta mở cái kiểm tra nha. Rồi tự động chạy tới cái bản đồ mà nãy ta xuất nha. Rồi thấy không, đây đó các bạn, không cái xuất lên Google Earth nhìn nó rõ các bạn. Giờ ta kéo hạ xuống nè, ok các bạn. Còn bỏ cái nền trắng này thì qua cái bài mà Photoshop nha. Muốn bỏ nền trắng thì qua bài Photoshop. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.